Hôm nay mình ghé là vườn của anh Dễ nha. Vườn ở ấp 2 Cẩm Sơn. Hôm nay là thu hoạch luôn. Rồi vườn Thái. Mới ăn năm đầu luôn á. Đây có 18 cây rồi nhưng mà nó khoảng 2 tấn á. Ta thấy sử dụng quy trình Sago nè, ăn trái xong lá bồ lá ok không? Vừa cắt trái luôn đó, mà lá vậy đó. Màu trái thì ok lắm, trái đều lắm. Thì sử dụng từ lúc tạo phục hồi rồi tạo mầm rồi đến đậu trái, nuôi trái lên cơm luôn nha mọi người. Quy trình Sago nha. Vậy là quá đạt rồi đúng không Phước? Dạ. Vậy là đạt rồi, 18 cây. Đạt không anh? Đạt rồi. 18 cây, khoảng 2 tấn không? 2 tấn. Mầm trái 2 tấn luôn anh. Trái mầm đẹp quá anh. Anh có thấy bị thối trái gì không? Không có trái nào hết. Bao luôn. Sâu thì chỉ có 4-5 trái thôi. Dạ, anh luộn lần hết luôn hả anh? Luộn một lần sạch. Sạch vườn luôn. Là một cổ một luôn. Một cổ. Thu xong anh thấy cây sao? Ngon lành. Cây còn cây quá ngon luôn rồi. Lá màu xanh. Cây vẫn lá vẫn không có xuống luôn ha. Vẫn còn xanh mướt. Anh thấy gai này đều không? Đẹp không? Quá đều rồi. Xanh. Tại vì quá ok rồi. Ủa hôm nay là ngày thứ mấy anh? Bữa nay là bao nhiêu ngày mà nó cắt vậy? Không biết. Trăm ngày không? Không tới đâu. Hổm vườn bên Hải thì 80, 80 ngày sao Hải có 10 ngày đúng rồi, vậy? Khoảng 90 ngày đúng không? 90 ngày. Dạ. Cơm thì nó kiểm tra là ok hả anh? Ok. Đã lùa hết luôn ha. Lùa sạch. Lùa hết vườn luôn, trái vườn luôn. Không có chừa một trái nào luôn hả? Không có chừa trái nào chứ. Không có để trái nào trên cây. Dạ. Đi hết luôn cái một luôn rồi. Như vậy khoảng là khoảng bao nhiêu trái anh vườn này nè bữa tính điện lại chắc cỡ 500-600 trái á, 600 trái khoảng 2 tấn đi, trái trung bình 4 kg đúng không? 4 kg trung bình. Rồi anh ấy đi, em đi vòng vòng vườn xíu. Dạ. Thấy bộ lá còn ok không? Nè, dấu mới cắt nè. Chúng ta coi bộ lá nè. Mười tám cây mà 2 tấn mà mới ăn trái năm đầu luôn. Mà sau khi thu hoạch chúng ta thấy cái cây gì nè. Lá nè. Này nó bị túm đông hơi nhiều chút. Cây ăn năm đầu cây xíu. Bộ lá ok không? Quá trời luôn. Này dấu mới cắt luôn, cắt một lần luôn sao không còn trái nào luôn. Cái vườn này là phục hồi bằng cặp đôi Sago, sau đó là tạo mầm bằng Ultra và Cali Long Biển, sau đó là đậu trái bằng quy trình Sago, nuôi trái bằng cặp đôi Sago luôn, lên cơm bằng Cali Long Biển luôn. Phần coi bộ lá nè. Thấy không? Để mình vô trỏng mình quay cái đống sầu riêng nha.
nước nhiều không bà? Đầy không? Đầy đâu nước vậy? Dạ. Công. Cho mất công cái gì nhiêu cho dễ. Vô cái một khỏi nhiêu đủ nhiêu dễ hả?